trai quốc dân bế em nhỏ cả đoạn đường từ Sài Gòn về Đắk Lắk 360 km mà không kêu than gì. Đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn công nhân di chuyển bằng xe máy từ Sài Gòn về Đắk Lắk. Mọi người chú ý ngay đến hình ảnh một em bé chắc chỉ tầm 4 hoặc 5 tuổi, nhưng dáng ngồi ngay ngắn đằng sau mẹ, trên tay em là đứa em mới sinh nằm ngủ ngon lành. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể chuyển đổi văn bản thành giọng nói cực hay. Để mà chuyển văn bản thành giọng nói thì mình sẽ sử dụng phần mềm ha. Cái việc mà chuyển văn bản thành giọng nói thì mình sẽ có nhiều mục đích khác nhau. Đặc biệt là những bạn nào mà muốn làm YouTube hoặc là TikTok á, nhưng mà các bạn ngại giọng đọc các bạn không hay hoặc là các bạn lười đọc, thì đây là cách để bạn có thể tạo ra những cái video cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là chất lượng ha. Đây, ví dụ mình sẽ lên TikTok ha. Thì thường thường các bạn sẽ thấy người ta làm những cái video dạng như vậy này. Ví dụ mình sẽ cho các bạn xem cái giọng đọc của nó nhé. Anh trai quốc dân bế em nhỏ cả đoạn đường từ Sài Gòn về Đắk Lắk 360 km mà không kêu than gì. Đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn công nhân di chuyển bằng xe máy từ Sài Gòn về Đắk Lắk. Mọi người chú ý ngay đến hình ảnh một em bé chắc chỉ tầm 4 hoặc 5 tuổi, nhưng dáng ngồi ngay ngắn đằng sau mẹ, trên tay em là đứa em mới sinh nằm ngủ ngon lành. Đó, những cái video này người ta làm rất đơn giản ha. Người ta chỉ cần quay video, sau đó thì thêm cái giọng đọc vào ha. Nhưng mà cái lượt like và bình luận thì rất là nhiều. Đó, thì các bạn muốn kiếm tiền với TikTok hoặc là YouTube, các bạn có thể làm tương tự này. Thì các bạn sẽ chuyển văn bản thành giọng nói ha. Và đây là một cái đoạn giọng đọc sau khi bạn chuyển đổi văn bản thành giọng nói nhá. Đây, mình sẽ cho bạn xem. Đây ha. Và lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm này. Bây giờ các bạn sẽ xem thử trước nhá. Các bạn sẽ nghe thử trước nhá. Anh trai quốc dân bế em nhỏ cả đoạn đường từ Sài Gòn về Đắk Lắk 360 km mà không kêu than gì. Đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn công nhân di chuyển bằng xe máy từ Sài Gòn về Đắk Lắk. Mọi người chú ý ngay, một em bé chắc chỉ 4 hoặc 5 tuổi nhưng dáng ngồi ngay ngắn đằng sau mẹ, trên tay em là đứa em mới sinh nằm ngủ ngon lành. Đó, cái giọng đọc y chang như là bên này ha. Tuy nhiên thì bên này người ta có chèn nhạc vào cho nên là nó sẽ hay hơn. Thì đó, thì các bạn cũng có thể chèn nhạc vào giống như bên kia ha. Đây. Đây ha, ở đây mình thêm các cái đoạn văn bản vào này, sau đó nhấn chuyển văn bản thành giọng nói thì nó sẽ tự động tạo ra những cái đoạn âm thanh ha, giọng đọc ha. Hoặc là các bạn có thể xem thêm một cái ví dụ khác này. Ví dụ ở đây mình có copy một cái đoạn test trên bài báo này, thì mình cũng có làm thử ha. Thì các bạn có thể xem này. Bộ Y tế vừa công bố 3.563 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 1.998 ca. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.959.197 liều. Đó, các bạn có thể hoàn toàn tự làm ra những cái video kèm theo giọng đọc như vậy ha. Thì cái giọng đọc của cái phần mềm này khá là hay ha. Đó, thì bạn nào mà đang có cái ý định làm YouTube hoặc TikTok nhưng mà các bạn ngại đọc hoặc là các bạn cảm thấy cái giọng nói của mình không hay, thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này để kiếm tiền. Thì ở đây là một số cái đoạn văn bản mà mình đã test thử ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký và sử dụng cái phần mềm này từ đầu tới cuối luôn. Rồi thì để mà đăng ký tài khoản các bạn sẽ vào cho mình cái đường link ở dưới mô tả video nhé. Đó, sau khi mà các bạn nhấp vào cái đường link ở dưới mô tả video thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như vậy. Thì ở đây các bạn sẽ tiến hành đăng ký tài khoản ha. Đó, thì các bạn sẽ điền họ tên các bạn vào đây. Rồi các bạn sẽ điền số điện thoại các bạn vào đây ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền mật khẩu nhé. Mật khẩu thì bạn sẽ tự đặt nhé. Các bạn sẽ nhập mật khẩu 2 lần nhé. Rồi tiếp theo ha. Dưới này là cái số điện thoại giới thiệu ha. Thì ở đây nó nhập sẵn cho bạn rồi. Còn trong trường hợp các bạn chưa có mã giới thiệu á, thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mã giới thiệu là 0398006984 nhé. Rồi sau khi điền thông tin xong, các bạn sẽ nhập mã captcha cho mình. Các bạn sẽ điền cái mã captcha ở trên này ha. Ví dụ là 5848 này. Đó. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào tiếp tục ha. Đây, nhấp vào tôi đồng ý với điều khoản sử dụng này. Ở đây nó chọn sẵn cho mình rồi. Các bạn sẽ nhấp vào tiếp tục. Rồi thì hệ thống sẽ gọi điện tới số điện thoại này ha. Thì các bạn sẽ nghe máy, sau đó các bạn sẽ nhập cái mã xác thực vào đây ha. Đây. Xin chào, mã OTP của bạn là 3474. Xin nhắc lại. 3474. Rồi. Rồi như vậy là mình đã đăng nhập vào cái trang VB này ha.
Đó thì khi mà các bạn đăng ký xong các bạn sẽ được miễn phí 20 ngàn này, các bạn sẽ được tặng 20 ngàn trong tài khoản. Và cái số tiền này các bạn sẽ sử dụng miễn phí trong vòng 7 ngày. Và sau 7 ngày nếu các bạn sử dụng hết cái số tiền này thì các bạn cần phải mua gói dịch vụ, thì gói dịch vụ thì mình sẽ nói sau. Các bạn cứ test thử trước, nếu các bạn cảm thấy ok thì các bạn có thể mua dịch vụ ha. Đó thì khi các bạn truy cập vào website thì nó sẽ tự động hiện ra cái giao diện như vậy. Thì cái đoạn văn bản này là cái văn bản cố định của cái website này, các bạn có thể xóa nó đi ha. Đó, các bạn có thể xóa nó đi. Rồi các bạn sẽ gõ cái đoạn văn bản các bạn vào. Mỗi lần mà các bạn muốn đổi văn bản sang giọng nói thì các bạn cứ vào cái phần chuyển văn bản này, chuyển văn bản này. Sau đó vào cái phần dùng trực tiếp ở đây ha. Đó, thì nó sẽ hiện ra giao diện như vậy. Thì ở đây, một là các bạn có thể gõ trực tiếp văn bản vào đây. Còn hai là các bạn có thể tải file nhé. Đây, ví dụ như mình tải file lên chẳng hạn này. Tức là mình có sẵn cái file Word rồi thì mình sẽ tải lên. Mình lấy đại một cái bài viết nào đó ha. Khi các bạn tải cái văn bản lên ở đây á, thì các bạn sẽ thấy này, ở đây nó giới hạn cái lượng từ ha. Tức là mỗi lần các bạn để từ khóa vào trong này á, thì các bạn chỉ để tối đa là 5.000 từ thôi nhé. Các bạn không được để nhiều. Lưu ý là khi các bạn gõ cái văn bản vào đây thì các bạn phải để cho nó dấu chấm dấu phẩy nhé. Dấu chấm dấu phẩy thì nó mới cắt quãng cho bạn được. Còn các bạn mà để liền á, thì nó sẽ đọc một mạch luôn. Thì đó là cách để các bạn có thể tải file lên. Hoặc hai là các bạn có thể tự gõ nhé. Đây thì mình sẽ test thử một đoạn văn bản ha. Đó, các bạn có thể ghi gì đó tùy các bạn ha. Đó, các bạn có thể ghi thêm. Còn ở đây thì mình sẽ, ví dụ như mình sẽ copy một cái đoạn, một cái bài báo ha. Đây. Đây, mình sẽ copy một cái đoạn này chẳng hạn. Xem nó đọc như thế nào nhé. Rồi, thì để mà nghe thử thì các bạn sẽ bôi đen cái đoạn văn bản các bạn cần nghe nhé. Các bạn bôi đen đoạn văn bản các bạn cần nghe thì nó sẽ hiện ra cái tab nghe nhân ở đây, các bạn sẽ nhấp vào nghe nhân. Rồi các bạn sẽ đợi một lúc ha, để nó load dữ liệu nhé. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm tổ trưởng. Bệnh viện Đa khoa Long An dỡ bỏ phong tỏa và chính thức hoạt động trở lại, đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh sau 34 ngày, từ ngày 29 tháng 6 đến nay, tạm ngừng hoạt động. Đó, ví dụ như vậy ha. Đó là cách để mình có thể gõ văn bản hoặc là tải file lên. Thì còn ở trên này có một số cái phần, ví dụ break time này. Break time này có nghĩa là một cái đoạn ngắt quãng nhé, ngắt quãng. Thì ngắt quãng thì một là các bạn có thể để một cái dấu phẩy ha. Hoặc hai là các bạn có thể để cái phần này break time ở đây, nhấp vào break time này thì nó sẽ chọn này, ví dụ như ngắt quãng 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây gì đó. Ví dụ ở đây ngắt quãng 3 giây này, đó thì nó sẽ ngừng lại 3 giây, sau đó nó mới đọc tiếp ha. Đó, ví dụ như mình sẽ bôi đen cái đoạn này nghe nhân này. Các bạn nghe thử nhé. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm tổ trưởng. Đó thì đó là cách để mình có thể sử dụng cái tính năng break time này. Tiếp theo là cái phần tìm kiếm ha. Tìm kiếm này thì nó giống như là Google á. Các bạn có thể tìm kiếm một cái từ khóa nào đó, như là công tác này. Các bạn gõ cái chữ công tác vào, sau đó các bạn nhấn tìm kiếm. Đó thì nó sẽ tìm tới những cái phần, những cái đoạn văn bản mà có chữ công tác này ha. Đó, hoặc các bạn có thể thay thế cái từ công tác này bằng cái gì đó ha, bằng một cái từ nào khác, ví dụ như là mình ghi đại đi. Mình ghi đại nhé. Đó, sau đó bạn nhấn thay thế này. Đó thì nó sẽ thay thế cái đoạn cái từ công tác bằng cái từ thay thế ha. Đó, ví dụ như vậy nhé. Đó, thay thế tất cả thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Thay thế tất cả thì thay vì thay thế từng câu một á, từng chữ một thì nó sẽ thay thế toàn bộ luôn. Còn cái phần thêm nhân từ điển này thì khi các bạn có cái bộ từ điển thì bạn có thể thêm nhân ha. Ở đây thì mình chưa có bộ từ điển nhá. Đó là cái phần công cụ ở trên này. Cái này là cái phần lát lại nhá. Ví dụ như các bạn chỉnh sửa mà các bạn cảm thấy không ok thì bạn có thể nhấn trở về, undo trở về. Hoặc không thì có thể nhấn trở lại cái phần sau đó ha. Đó, ví dụ như vậy ha. Rồi thì đó là cái phần cơ bản ở trên này là mình hướng dẫn các bạn cách tải file và cách gõ văn bản vào ha. Còn dưới này các bạn có thể chọn ngôn ngữ nhá. Ví dụ ở đây thì mình đang chọn là ngôn ngữ tiếng Việt ha. Đây, tiếng Anh, tiếng Trung thì các bạn có thể lựa chọn. Rồi cái kiểu giọng cao cấp hoặc là nâng cao ha. Thì tốt nhất là cái giọng cao cấp thì nó sẽ hay hơn. Rồi cái giọng
chọn giọng này. Thì hồi nãy giờ là mình đang chọn cái giọng của Ngọc Huyền ở Hà Nội ha. Đây, Ngọc Huyền Hà Nội này. Đó, hoặc là ở Huế này, Huế thì có Duy Phương, Sài Gòn thì có Minh Hoàng. Tức là Hà Nội thì sẽ có hai giọng đọc là giọng đọc nam và giọng đọc nữ. Ở Huế cũng vậy, ở Sài Gòn cũng vậy luôn. Thì các bạn có thể test thử ha. Dù hồi nãy là các bạn nghe giọng đọc của Ngọc Huyền nhé. Ví dụ các bạn chọn giọng đọc của người khác này, dù ở Huế này. Ví dụ ở Huế chẳng hạn. Đó, các bạn nghe thử nhé. Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi. Đây là website cung cấp giải pháp trực. Đó, thì đó là cái giọng đọc của người Huế. Tuy nhiên khi bạn nghe thử ở đây thì nó sẽ nghe thử theo cái đoạn văn bản có sẵn của cái phần mềm này. Các bạn muốn nghe thử ở trên này thì các bạn phải bôi đen ở trên này. Rồi nhấn vào nghe nhân ở trên này nhé. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ. Đó, thì đó là cách để mình có thể nghe nghe thử ha. Nghe thử ở dưới này thì đây, nghe thử dưới này thì nó khác nhé. Nghe thử dưới này thì nó sẽ nghe theo cái đoạn văn bản có sẵn của cái phần mềm. Chuyển đổi văn bản sang giọng nói. Đó. Còn muốn nghe thử ở trên này các bạn phải nhấn nghe nhân ở trên này nhé. Đó, chứ các bạn đừng có nghe thử dưới này. Rồi thì ở dưới này các bạn chỉnh sửa như thế nào, các bạn cài đặt như thế nào thì ở trên này nó sẽ đọc theo kiểu như vậy ha. Đó, ví dụ các bạn sẽ chỉnh sửa cái giọng đọc của người đọc này. Rồi cái tốc độ đọc nhanh hay chậm này. Rồi chọn chất lượng là 64 kb hay là 128 kb. Rồi hiệu ứng này. Rồi tải về dạng MP3 hay là WAV ha. Đó. Rồi nhạc nền này, nếu các bạn chọn nhạc nền thì bạn sẽ bật cái này lên ha. Sau đó các bạn sẽ chọn từ thư viện có sẵn ha. Hoặc là bạn có thể chọn lên từ máy nhé. Ví dụ chọn từ thư viện này thì bạn sẽ nhấn vào nghe thử. Đó, đó thì bạn chọn nhạc nền thì bạn có thể nhấn vào đi để đồng ý ha. Đó, rồi âm lượng âm nhạc các bạn có thể tăng lên. Còn cái phần từ điển ở đây á, có nghĩa là khi các bạn gõ một cái cụm từ nào đó mà các bạn viết tắt á, thì theo cái bộ từ điển của hệ thống thì nó sẽ đọc theo cái từ viết tắt đó nhé, thì lát nữa mình sẽ nói sau. Đó, còn đa số thì bạn sẽ chỉnh sửa một số cái phần như là giọng đọc này, rồi định dạng MP3 hay là WAV hoặc là cái chất lượng ha. Đó, thì ví dụ như cái đoạn test này ha, thì mình sẽ chọn cái giọng đọc là của Ngọc Huyền nhé, của Ngọc Huyền Hà Nội. Đó, rồi kiểu giọng là cao cấp ha. Sau đó thì mình sẽ chọn cái định dạng là MP3. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào chuyển văn bản này. Rồi thì sau khi các bạn nhấn chuyển văn bản thì các bạn sẽ để ý như này nhé. Thì nó đang khởi tạo này. Và khi nào mà nó hiện cái nút thành công này, hiện cái chữ thành công này thì các bạn có thể nghe lại cái giọng đọc nhé. Đây các bạn có thể nghe lại. Nhấp vào cái chữ đọc ở đây để nghe này. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm tổ trưởng. Bệnh viện Đa khoa Long An dỡ bỏ phong tỏa và chính thức hoạt động trở lại, đón bệnh nhân đến khám, chữa bệnh sau 34 ngày, từ ngày 29 tháng 6 đến nay, tạm ngừng hoạt động. Đó, thì hồi nãy do mình chọn cái thư viện cho nên nó có nhạc nền ha. Rồi, sau đó thì các bạn có thể nhấp vào đây để tải xuống nhé. Đây có cái phần tải xuống này, các bạn có thể tải xuống. Đây thì nó sẽ tải xuống cho bạn ha. Các bạn có thể mở nó lên. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ. Thì đó là cách để mình có thể tải cái văn bản xuống ha. Đó là khi các bạn lựa chọn cái đoạn test là MP3 nhé. Đoạn giọng nói là theo MP3. Còn một cái cách nữa là các bạn có thể chọn theo WAV. Chọn theo cái này thì các bạn có thể hiệu chỉnh thêm một số cái tính năng nữa. Đây ví dụ như mình sẽ vẫn giữ nguyên cái này ha. Sau đó thì mình sẽ chọn cái phần là WAW này nhé. Đây, sau đó chuyển văn bản này. Các bạn đợi chút để nó khởi tạo ha. Đó thì ở cái phần này thì nó sẽ có thêm cái phần hiệu chỉnh nhé. Ví dụ các bạn sẽ nhấp vào hiệu chỉnh này. Thì nó sẽ có nhiều hiệu ứng khác nhau. Các bạn có thể chọn hiệu ứng ở đây, ví dụ như là hiệu ứng band pass này. Các bạn nghe thử nhé. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Nguyễn. Hoặc là cái khác nhá. Đây, cái này đi. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục. Rồi ngoài ra các bạn có thể chọn cái tốc độ đọc nhá. 1.15 chẳng hạn. Nghe thử nhá. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19. Đó thì chọn cái hiệu ứng speed này thì cái giọng đọc sẽ nhanh hơn ha. Đó các bạn muốn tải xuống thì bạn sẽ nhấp vào đây để tải xuống. Kiểu như vậy ha. Đó rồi các bạn sẽ nhấn nghe này. Bộ Y tế cũng thành lập tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị.
Đó thì nếu các bạn chọn cái phần WAV này thì các bạn có thêm cái phần hiệu chỉnh ở đây. Còn bình thường nếu các bạn chọn 10V3 thì nó sẽ không có cái phần hiệu chỉnh ha, các bạn để ý nhé. Các bạn có thể nhấp vào hiệu chỉnh ở đây. Sau khi chọn hiệu chỉnh xong các bạn có thể nhấn tải xuống nhé. Đó. Đó thì đây là cách để các bạn có thể cài đặt một số cái thông tin ha. Ở đây các bạn cũng có thể nhập cái văn bản vào bằng cách là thêm cái URL ha. Dù các bạn có thể lấy một cái bài báo nào đó trên cái trang này ha. Sau đó các bạn sẽ copy cái đường link vào, các bạn thả vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào xử lý. Đó thì nó sẽ tự động load cái dữ liệu trong cái bài viết đó. Tuy nhiên thì cách này thì nó sẽ bị lỗi ha. Ví dụ ở đây người ta sẽ lấy luôn cái phần menu này. Rồi lấy luôn cái định dạng code ha. Đó thì mình chỉ giới thiệu cái tính năng để các bạn có thể hiểu thôi. Còn tốt nhất là các bạn nên tải file hoặc là các bạn có thể gõ trực tiếp hoặc là các bạn có thể copy từng đoạn các bạn thả vào ha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn cái phần mua gói cước ở đây ha. Đây các bạn sẽ nhấp vào mua gói cước này. Đó. Thì hiện tại cái trang VB này sẽ có ba cái gói cước. Gói thứ nhất là gói tiêu chuẩn với giá 100.000. Gói thứ hai là gói nâng cao 150.000 và gói thứ ba là gói cao cấp 250.000. Thì nếu các bạn là cá nhân á, thì các bạn có thể sử dụng cái gói tiêu chuẩn này được rồi. Với giá 100.000 thì các bạn sẽ được là 330.000 ký tự ha. Và toàn bộ cái tính năng thì như hồi nãy mình hướng dẫn nhé. Đó, còn ví dụ gói cao cấp hơn thì là gói 150.000 một tháng. Thì cái số lượng từ các bạn có là 650.000 ký tự ha. Hoặc nếu các bạn có nhu cầu sử dụng các cái tính năng cao cấp hơn á, thì các bạn có thể chọn cái gói thứ ba ha. Đó là 250.000 trên một tháng. Đó thì nếu mà các bạn chỉ sử dụng để mà có thể làm video trên TikTok hoặc là YouTube á, thì các bạn có thể sử dụng cái tính năng đầu tiên thôi. Còn hai cái gói cấp cao hơn á, thì nó sẽ dành cho những cái doanh nghiệp ha. Rồi thì trong trường hợp các bạn muốn mua gói để sử dụng dịch vụ á, thì các bạn sẽ nhấp vào mua gói ở đây ha. Ví dụ các bạn mua gói 100 thì bạn sẽ nhấp vào mua gói ở đây. Rồi 150 thì nhấp vào đây. Đó. Ví dụ mình sẽ mua gói 100 nhé. Rồi nhấn vào đồng ý này. Rồi. Thì đây ha, thông tin giỏ hàng này. Đó thì các bạn có thể xem thông tin giỏ hàng ở đây. Hạn sử dụng là 30 ngày, số lượng một gói, giá cước là 100 ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhấp vào tiến hành thanh toán ở đây. Đó. Thì tiếp theo ha, đây là thông tin của các bạn ha, thì các bạn có thể giữ nguyên nhé. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào tiến hành thanh toán này. Rồi, tiếp theo ở đây thì người ta sẽ có nhiều cái phương thức thanh toán. Ví dụ thanh toán thẻ nội địa này, thẻ ATM nội địa này. Hoặc là thanh toán bằng ví VNPay, ZaloPay, hoặc là chuyển khoản ngân hàng, Vimo, vân vân ha. Thì các bạn sẽ lựa chọn một trong những hình thức thanh toán ở đây. Sau đó các bạn sẽ tiến hành thanh toán ha. Ví dụ mình sẽ chọn chuyển khoản ngân hàng này. Đó thì các bạn sẽ nhấp vào đây để chọn ngân hàng. Các bạn sẽ chọn một trong những ngân hàng ở đây, ví dụ như ngân hàng Vietcombank chẳng hạn. Đó, sau đó các bạn sẽ nhấp vào thanh toán. Đó thì nó sẽ hiện ra thông tin của công ty VB ha. Thì các bạn sẽ chuyển khoản theo cái thông tin ở đây, các bạn sẽ chuyển khoản tới cái số tài khoản này, tên công ty này và cái nội dung chuyển khoản nhé. Các bạn phải nhớ là các bạn phải điền đúng cái nội dung chuyển khoản ở đây ha. Đó, các bạn copy đúng cái nội dung chuyển khoản này, sau đó là gửi tiền ha. Lưu ý trong trường hợp các bạn có vấn đề về giao dịch đó. Ví dụ các bạn chuyển khoản xong nhưng mà bạn chưa được kích hoạt dịch vụ đó, thì các bạn có thể liên hệ hotline ở đây. Rồi thì đó là cái phần chuyển khoản nhé. Rồi còn cái phần từ điển này, các bạn sẽ nhấp vào đây ha. Thì ở đây có cái phần từ điển hệ thống và từ điển báo chí Việt Nam. Thì hai cái phần này là có sẵn ha. Tức là người ta sẽ liệt kê ra những cái từ nào mà viết tắt này. Thì cách đọc là sẽ như vậy ha. Ví dụ trung học phổ thông thì cách đọc là trung học phổ thông. Có nghĩa là ví dụ trong bài viết của các bạn á, trong cái đoạn văn bản các bạn có cái có những cái ký tự mà viết tắt như vậy á, thì nó sẽ đọc ra là trung học phổ thông. Đó, kiểu như vậy ha. Đây mình ví dụ cho bạn dễ hiểu luôn này. Đây nha. Ví dụ mình sẽ ghi là trung học phổ thông này. Mình ghi tắt này. Đó, rồi các bạn bôi đen này. Các bạn bôi đen nhé. Sau đó các bạn nhấn nghe nhân này. Trung học phổ thông. Đó thì nó sẽ đọc là trung học phổ thông ha. Đó. Đó là cái phần từ điển có sẵn nhé. Còn các bạn có thể tự tạo cái từ điển riêng của mình. Ví dụ các bạn muốn tạo từ điển riêng, các bạn sẽ nhấp vào thêm bộ từ điển này. Các bạn sẽ đặt tên cho bộ từ điển nhé. Ví dụ mình sẽ đặt là một chẳng hạn. Rồi mình sẽ nhấn đồng ý. Rồi thì bây giờ mình sẽ nhấp vào sửa này. Trong bộ từ điển này thì sẽ có nhiều cái từ điển khác nhau. Thì để mà tạo từ điển á, các bạn sẽ nhấp vào thêm mới ở đây. Rồi các bạn sẽ nhấp cái từ viết tắt vào. Ví dụ mình sẽ ghi là
VN đi. Thì sẽ đọc là Việt Nam. Đó, ví dụ như vậy ha. Rồi nhấn thêm mới. Rồi các bạn có thể thêm những cái từ điển khác ha. Thì ví dụ như khi mà mình nhấp vào dùng trực tiếp này. Đó, mình ghi là VN này. Ví dụ mình ghi là đất nước nhé. Đó. Các bạn sẽ bôi đen, sau đó các bạn nhấn vào nghe nhân này. Đất nước Việt Nam. Và thì nó sẽ đọc đất nước Việt Nam ha. Nó mặc định cái chữ VN này là Việt Nam ha. Thì đó là cách để mình có thể tạo cái từ điển ha. Tạo từ điển như vậy là trong cái trường hợp mà cái văn bản của bạn nhiều cái từ Việt Nam ha, thì bạn có thể sử dụng cái bộ từ điển như vậy. Rồi thì đối với cái phần mềm này thì như hồi nãy mình có nói với các bạn là sau khi bạn đăng ký các bạn sẽ được tặng 20.000. Và khi mà các bạn xài hết 20.000 đó thì các bạn cần phải mua gói cước. Đó, thì trong trường hợp mà các bạn xài hết 20.000 này, các bạn không muốn mua gói cước thì vẫn có cách để các bạn có thể sử dụng miễn phí. Tuy nhiên cách này các bạn cần phải tốn công một chút. Cái cách này có nghĩa là đây ha, mình sẽ thoát ra nhé. Đây mình sẽ đăng xuất ra. Mình sẽ đăng xuất này. Cái cách mà sử dụng miễn phí luôn á, là các bạn sẽ vào lại cái web vb.vn ha. Đó. Tuy nhiên là các bạn sẽ không nhấn đăng nhập và cũng không nhấn đăng ký, mà các bạn sẽ viết cái đoạn văn bản vào đây. Đây vì mình sẽ copy một cái đoạn văn bản ha. Sau đó mình sẽ thả vào đây này. Đó. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn tiếng Việt ha. Cái giọng đọc thì các bạn có thể lựa chọn ha. Giọng đọc theo miền Nam, miền Trung hoặc là miền Bắc ha. Đó thì tùy các bạn. Chất lượng thì mình sẽ để là 128kb ha. Rồi thì cách mà các bạn có thể sử dụng miễn phí cái phần mềm này á, đó là trong quá trình các bạn nhấp vào đọc ngay đây này, thì các bạn sẽ mở cái phần mềm ghi âm ra. Các bạn có thể sử dụng luôn cái phần mềm Camtasia giống như mình đang quay màn hình đây, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái máy điện thoại để các bạn ghi âm ha. Ví dụ các bạn sẽ nhấp vào đọc ngay này. Đó, thì trong quá trình mà nó đọc thì các bạn sẽ ghi âm lại ha. Hầu như ai có website hoặc YouTube đều phải sử dụng công cụ này. Nó giúp bạn thấy được khách hàng đang tìm kiếm điều gì, để từ đó chúng ta sản xuất nội dung viết bài hoặc tạo ra video phù hợp với nhu. Thì các bạn sẽ dùng máy để các bạn có thể ghi âm lại nhé. Tại vì nếu các bạn không đăng nhập vào thì các bạn sẽ không thể tải cái giọng đọc về. Tuy nhiên thì cách này thì nó sẽ hạn chế một số tính năng. Ví dụ như các bạn chỉ được nhập tối đa là 200 ký tự thôi, các bạn không được nhập nhiều hơn. Ngoài ra là các bạn không có những cái tính năng nâng cao hơn, ví dụ như là chỉnh giọng đọc này. Cái giọng đọc ở đây thì nó sẽ không hay bằng các bạn hiệu chỉnh ở trong cái phần mềm ha. Thì đây là cách làm thủ công ha, hơi phức tạp. Nhưng mà đó cũng là cái mẹo để những bạn mà không có vốn thì các bạn vẫn có thể chuyển văn bản sang giọng nói mà không cần mất phí ha. Còn nếu mà có thể thì các bạn nên đăng ký dịch vụ ha. Các bạn nên mua gói dịch vụ để sử dụng được nhiều cái tính năng nâng cao hơn. Đó, thì bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái phần mềm này thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả video của mình và nhấp vào cái đường link đăng ký ha. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này như hồi nãy mình hướng dẫn nhé. Rồi thì video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể đăng ký và sử dụng cái phần mềm VB. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới thì mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.